Bí mật của giấy. Ôi, các bạn học sinh yêu dấu của cô làm thủ công ngoan ghê chưa nào? Dài nè, cắt cắt, dán dán, cưng quá đi thôi. Mèo, em làm cái gì vậy? Xin giới thiệu với cô, đây là trường phái nghệ thuật quằn quại, gồm tất cả mọi thứ đều cắn xé, phá nát hết. Dừng, dừng lại ngay mèo, em không được làm như vậy. Như vậy rất là uổng phí giấy, hư lắm đó biết không? Cô giáo nói đúng đó, giấy quý lắm. Cậu phải biết yêu quý, nâng niu giấy như mình thế này mới được. Ôi, dài ngoan quá, đáng khen, đáng khen. Ôi, xem kìa, các bạn nhỏ thời tiền sử chắc phải yêu môn thể thao vác đá lắm nhỉ? Nhưng không phải thế đâu, các bạn ấy đang vác đá đến trường để dùng làm tập học bài đó. Wow, các bạn nhỏ thời tiền sử thiệt khỏe phải không nào? Nhưng do không khỏe bằng các bạn nhỏ thời tiền sử nên phòng y tế trường của các bạn nhỏ thời cổ đại thường rất đông các bạn bị đau lưng, nhức mỏi tay chân, đến nỗi không học bài được nữa. Thầy hiệu trưởng đành cho phát hành một số loại tập viết nhẹ hơn, được làm bằng tre, trúc, bằng da hoặc là bằng vải. Mãi tới năm 105 ở Trung Quốc, một bác thái giám tên là Thái Luân đã lấy bên trong vỏ thân cây dâu tằm và xơ cây tre đem trộn với nước rồi giã nát. Sau đó bác ấy đổ hỗn hợp ra tấm vải căng phẳng và trải mỏng rồi để ráo nước. Từ đó giấy được ra đời đấy các bạn ạ. À, ngày nay giấy chủ yếu được làm từ gỗ, nhưng giấy cũng được làm lại từ giấy cũ nữa. Bởi vậy các bạn nhỏ nhớ dùng giấy tiết kiệm và tái chế giấy để bảo vệ môi trường nha. Không được xả rác bừa bãi như thế. Muốn tiết kiệm giấy hả? Được thôi. Mèo, cậu đi đâu vậy? Mình không có bán ve chai. Ê, có ai kiếm cậu ngoài sân kìa. Hả? Thiệt vậy hả? Ngày xưa em bán ve chai, ngày nay em cũng bán ve chai. Bây giờ em cũng bán ve chai. Từ ngày được sinh ra, giấy ta đã chơi thân với bạn bút và bạn bình mực. Nhưng hai anh bạn này thỉnh thoảng lại bắt nạt và vẽ bậy lên giấy, khiến giấy buồn lắm. Nhưng cuối cùng thì giấy đã tìm được một người bạn tri kỷ, giúp cho giấy luôn có những chữ viết thẳng thớm xinh đẹp. Đó chính là cô bạn Mấy In. Mấy In cũng có tổ tiên đến từ Trung Quốc đấy. Đầu tiên, những bản in được khắc lên tấm gỗ, sau đó quét mực và ịn lên giấy nữa là xong. Người thợ làm bản in sẽ phải rất tỉ mỉ và mất rất nhiều thời gian. Cho nên vào năm 1448, một người thợ rèn người Đức tên là Johannes Gutenberg đã cho ra đời chiếc máy in đầu tiên với bản in là những chữ cái rời nhau để có thể dùng đi dùng lại được. Và từ khi giấy và máy in trở thành đôi bạn thân, chúng mình đã có được rất nhiều sách báo để đọc rồi đó. Cảm ơn anh bạn giấy và máy in nha. Hết giấy rồi, phải làm sao đây? Thế nào, hết giấy rồi hả? Xem nè. Wow, giấy ở đâu mà đẹp vậy? Cho mình đi. Sao lại cho chứ? Mỗi tờ một cục kẹo, đưa mau lên, không có bán thiếu nha. Mình chỉ có mỗi cục kẹo, mẹ thưởng cho điểm 10 hôm kiểm tra môn toán cho cậu nè. Cô ơi. Hả? Cô ơi, bạn mẹ lấy giấy của em. Cả của em nữa. Mèo, em hư quá, ra đứng khoanh tay ngậm thuốc cho cô. Yeah.
gia đình nhà giấy phải nói là đông đảo và đa dạng nhất quả đất luôn đó. Giấy trắng nè, giấy màu nè, giấy hoa, giấy kiến, giấy nhám, giấy vệ sinh, đủ các kiểu giấy luôn. Chúng mình ai ai cũng thích giấy vì không chỉ dùng để vẽ mà còn để làm thủ công, làm đồ chơi, đồ trang trí, cả làm tranh và thậm chí là làm quần áo nữa đó. Thích quá đi thôi. Và chắc bạn nào cũng rất thích dùng giấy để gấp lên những con thú như là bướm, gà, cá, ếch, voi, cả những bông hoa xinh đẹp nữa đúng không nào? Đây được gọi là nghệ thuật gấp giấy origami, có xuất xứ từ Nhật Bản đấy. Origami có thể đơn giản như là chiếc máy bay giấy chúng mình hay chơi, nhưng cũng có thể vô cùng phức tạp như một chú rồng chẳng hạn. Nhưng phổ biến nhất vẫn là chú hạt giấy phải không nào? Có một câu chuyện về một bạn gái tên là Sadako. Vào thời chiến tranh thế giới thứ hai, khi đó nước Nhật phải hứng chịu hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki. Năm đó Sadako mới lên 2, nhưng do nhiễm phải chất phóng xạ độc hại từ quả bom nguyên tử, năm lên 10 tuổi Sadako đã mắc phải bệnh ung thư và ngày một yếu dần. Dù vậy, Sadako vẫn luôn cầu mong được khỏe trở lại để cùng vui chơi với bạn bè và được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Để cầu xin điều ước trở thành hiện thực, Sadako đã cố gắng gấp được 1.000 con hạt giấy, dù rất yếu và đôi khi không có giấy để gấp. Sadako đã qua đời sau đó, nhưng ước mơ của Sadako thì luôn sống mãi trong lòng mọi người. Từ đó, chú hạt giấy đã trở thành biểu tượng của hòa bình không chỉ ở nước Nhật mà còn trên toàn thế giới. Mèo, em đã biết lỗi của mình chưa? Dạ, em biết lỗi rồi cô. Lỗi gì nè? Em không chịu ngoan ngoãn làm bài, em còn lấy giấy của mấy bạn. Còn tính lừa lấy kẻ của mình nữa. Mèo. Dạ, em sai rồi, em không làm vậy nữa đâu. Ừ, thôi nín đi, cô tha đó. Bây giờ để cô chỉ các em gấp hạt giấy nha. Quá. Các bạn ơi, các bạn cùng gấp cho mình những con hạt giấy thiệt đẹp nha. Và đừng quên trả lời câu hỏi của chương trình nè. Các bạn ơi, chú hạt giấy là biểu tượng cho điều gì vậy nhỉ? A. Hòa bình. B. Sức mạnh. C. Tự do. Và D. Niềm vui. Các bạn nhớ đón xem chương trình vào lúc 17:10 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Mọi chi tiết xin liên hệ giao hộp thư Điều chúng mình chưa biết @hipencil.com. Còn bây giờ Dài và Mèo xin chào và hẹn gặp lại.